có mấy mối tình rồi Minh? Hiện tại thì có hai mối tình chính thức. Hiện tại đang có hai mối tình luôn hả? Đã trước đó. Cái hiện tại em thì cũng thích những người tròn tròn thì có cảm giác là ấm áp vậy đó. Đâu mình thử choàng cái tay qua bụng coi có nó hợp ấm áp không? Chắc hợp được. Hai tay luôn, hai tay luôn. Lấy cái tay kia ra Minh. Lấy cái tay kia ra. Chắc cũng được. Đúng rồi đó, rồi thử lại coi. Thử lại. Giống như mình ngồi xe vậy đó. Đó, ừ đó rồi để nguyên trình hình vậy. Chà trai. Đây. Mời anh trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Con tên Phan Hoàng Minh, năm nay 29 tuổi. Hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh làm gì Minh? Dạ, con đang làm nhân viên giao nhận hàng hóa. Bây giờ mình tới với bạn nữ nè. Chào chị Ngọc Lan, dạ con chào chú Quyền Linh. Con chào tất cả khán giả có mặt tại trường quay. Dạ con tên là Cẩm Tiên. Dạ con năm nay 23 tuổi và con làm nhân viên bán hàng, con làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tiên cho nhà trai biết một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em á là là gì? Dạ điểm mạnh của em rung quá. Thôi về nhà trai giới thiệu trước đi. Điểm mạnh điểm yếu là mình là gì, giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Điểm mạnh của con là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, không hút thuốc, biết chơi thể thao được hai môn. Hai môn luôn? Môn gì nè? Đá banh với bơi lội chị. Nhưng mà chơi thể thao mà nó cũng chưa có gọn lắm á. Dạ nghỉ dịch lâu á. Dạ nghỉ dịch lâu á. Nghỉ dịch hả, trời ơi. Hàng chi nó cũng chưa gọn lắm. Thật ra giờ con phải tập cho nó gọn xíu nữa. Dạ. Ủa bên đó không có được gọn hả? Nó cũng gọn chắc nhưng mà nó cũng có nơi cũng chưa gọn lắm. Rồi điểm yếu là gì? Trong công việc thì nó hơi cứng đầu đấy. Nhiều lúc bạn bè khuyên thì phải một hai lần mới nghe, chứ khuyên một lần chưa nghe đâu. Trời đất ơi, nhiều khi bạn bè khuyên đúng phải nghe nha. Dạ. Cái đó thì tiếp thu hơi chậm. Hơi chậm cũng ha. Sẽ nghe. Mời nhà gái. Dạ. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, tận tụy trong công việc. Với lại em không có thích tọc mạch mà bới móc về chuyện đời tư của những người khác á. Còn điểm yếu thì em hơi ít nói, trầm tính, với đôi khi mình không có biết cách chia sẻ cái cảm xúc của mình. Anh có mấy mối tình rồi Minh? Hiện tại thì có hai mối tình chính thức. Hiện tại đang có hai mối tình luôn hả? Đã trước đó. Cái hiện tại giật mình, mối dài nhất nhiêu, ngắn nhất nhiêu? Hai cái đồng năm. Bạn nữ về quê làm, không có ở thành phố nữa. Kêu về chung mà không có được. À, kêu về chung mà mình không về đúng không? À. Không lẽ hai bạn kêu về chung luôn hả? Trời đất. Vậy bạn nữ nãy ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thành ra đâu kêu về chung không sao. Rồi bây giờ mình nghe tình trường của bạn nữ nè. Dạ em thì trước giờ em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi. Trời ơi, cô gái của tôi còn trong trắng lắm nha. Để tôi qua đây tôi coi. Đây thật ra yêu cũng chưa có nhiều, yêu chút chút thôi cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu. Không có gọn đều. Nhưng mà dễ thương lắm nha. Vậy thì bây giờ mình có một cái nhu cầu về cái người bạn gái sắp tới của mình là như thế nào không? Em thì chỉ cần hiền ngoan, có biết chút với lại nấu ăn là được, tại vì nấu ăn em lo được. À vậy được đó. Bên kia người ta chưa có mối tình nào hết trơn, ta không có kinh nghiệm đó. Có gì em chỉ. Được rồi. Dạ, chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con gái. Định chừng nào có người yêu? Dạ, thì khi nào mà có gặp người được người hợp ý thì con mới có người yêu chứ. Người hợp ý là sao, nói chú biết được không? Ảnh là vui vẻ, hòa đồng, tại vì con hơi ít nói rồi. Thì con muốn ảnh nói nhiều, nhiều khi để chọc cho con cười này nọ. Hôm kia khỏi còn chọc con cũng cười nữa. Dạ chứ. Một ít hút thuốc, rồi ít nhậu nhẹ. Bên kia không có gì chân luôn, không có thuốc, không nhậu luôn. Tốt bụng, hiền lành. Bụng là tốt rồi đó, yên tâm. Chú biết bụng bên đó là tốt rồi, không có lo gì hết á. Dạ. Khoảng chừng nào thì con sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn? Thì mẹ con cũng hay nói là chơi cho đã đi, rồi tới 25, 26 thì mình kết hôn. 2-3 năm nữa. Bên đây 29, sao mà mối thấy được ha? Thấy chịu. Chịu ha, chịu. Tôi thấy tôi cũng được á. Nhưng mà không biết là người thân như thế nào đó. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi đi. Cưng đi với ai? Dạ đi với mẹ với chị. Nói chung là tùy các cháu thôi. Bây giờ muốn trong năm nay cũng được, và muốn hẹn hò
theo ý cháu vài ba năm nữa thì nếu mà Minh nó chịu được thì theo ý nó luôn. Vợ nó có phải làm dâu không? Trời ơi, chị rất là thoải mái lắm, không có bắt làm dâu. Về muốn làm dâu thì làm dâu, mà muốn xin ở riêng là cho liền, chấp nhận liền. Yeah. Và khi ra riêng thì sẽ cho một số vốn để làm ăn, tự con muốn làm gì làm. Mẹ chỉ cho giúp con một cái khởi đầu, bước đầu vậy thôi. Quá tuyệt vời. Mẹ chồng tuyệt vời luôn rồi. Yeah. Cô, vậy cô mong muốn có người con dâu như thế nào cô? Muốn có con dâu à, biết lễ phép, ngoan hiền, biết người trên kẻ dưới, cũng như là mình về làm dâu ở trong gia đình á, mình đi ra ngoài mình đi làm á, mình gặp lối xóm như ông bà hoặc là cô chú bác anh chị, mình chỉ cần gật đầu mình chào người ta một cái thôi là được rồi. Còn đi về không phải lo cơm nước gì, ví dụ như mẹ ở nhà thì mẹ lo hết, về con có cái gì phụ mẹ làm được cái gì thì làm, ngọc nặng mẹ làm hết. Cảm ơn cô mẹ chồng tương lai của ai đó. Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn chị. Được ha. Cảm ơn anh. Vậy là được con hả? Thấy khỏe rồi ha. Dạ. Nếu mà hai đứa mà được đến nhau thì bà mẹ chồng là số 1 rồi ha. Dạ. Giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè. Tôi lộn chị ở chỗ. Dạ, em đi với mẹ. Sao mình thấy con rể tương lai đó được không? Thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Thấy cũng được hiền. Nhờ bên chàng rể này nè bỏ bọc con gái mình. Rồi hai bà xui cũng hiền ha. Hiền khô à. Bây giờ nhà trai mình nói một câu gì với nhà gái. Nói chung nếu mà cháu nó có đủ duyên phận của nó mà thành đôi thành cặp đó, thì em cũng xin hứa là sẽ bao bọc cháu như con của mình vậy đó, như con gái của mình vậy đó. Dạ, cũng cảm ơn cô. Quá đã quá đất luôn nội. Mình bị hạnh phúc lây á. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai đứa trẻ nó mở rào. Tiến tới luôn mình. Chào em, anh có món quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Bồng hoa rất là xinh. Em thì em cũng có một món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Đó, lần đầu tiên mình gặp gỡ, mình cảm nhận đối phương như thế nào? Con thì thấy em nó dễ thương, nhỏ nhắn, hợp với cái mẫu người của con. Hợp quá ha. Thì em cũng thấy anh tròn, dễ thương. Thì giống gấu bọc tí. Em thì cũng thích những người tròn tròn thì có cảm giác là ấm áp vậy đó. Dạ. Sợ ôm không vừa đó. Đâu đứng lại gần coi. Đâu anh ôm thử vòng với nó, ôm thử vòng với ôm cái anh mét 7. Em có mét rưỡi nữa. Mét rưỡi cũng hợp, đâu đứng sát bên coi. Đâu mình thử choàng cái tay qua bụng coi có nó hợp ấm áp không? Chắc hợp được. Hai tay luôn. Lấy cái tay kia ra mình. Lấy cái tay kia ra. Chắc cũng được. Đúng rồi đó, rồi thử lại coi. Thử lại giống như mình ngồi xe vậy đó. Đó rồi để nguyên trình hình vòng. Chưa, để y nguyên, làm lại mình đưa tay lên. Đúng rồi, ta thử vòng đó, rồi giữ nguyên. Chụp tấm hình lưu niệm. Rồi, được. Em thì em không có biết nấu ăn nhiều, em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Thì anh có biết nấu ăn không? Từ đơn giản đến phức tạp anh làm được hết. Em hiện tại giờ đang ở quận mấy? Em đang ở Bình Chánh. Bình Chánh. Còn anh ở quận mấy? Anh bên Gò Vấp. Gò Vấp thì cũng hơi xa. Nhưng mà không sao, nó đi giao liên quận mà. Lần này về nó nhận giao Bình Chánh không? Chắc đăng ký quận nó luôn. Đăng ký quận nó luôn đó con. Được á. Công việc của mình là giờ hành chánh luôn hay sao? Dạ, công việc của em thì làm giờ hành chánh. Từ tới 5 giờ là em nghỉ rồi. Anh thì rảnh, đa số là rảnh buổi tối. Thì em cũng rảnh buổi tối. Tiện đường thì ghé. Dạ, thì anh có thể ráng ghé nhà em chơi. Không tiện cũng ghé. Tình yêu mà đang cua nữa, nhiệt tình lên, không tiện cũng ghé. Mình tiến tới đi. Hai đứa nắm tay nhìn thẳng mắt nhau đi. Hai tao không phải bắt tay. Dễ thương quá, bé này thấy cưng quá. Cũng rụng tim luôn hả? Vậy nó vừa được rồi đó. Con thấy con nắm tay bạn trai á, con thấy sao, con thích không?
Dạ thì con vì con run quá con cũng không nói gì được. Nhưng mà có cảm xúc gì với người đối diện không? Thì cũng có ấn tượng tốt như đầu tiên với anh. À dạ mình... dạ anh cũng hiền với vui vẻ. Có phải là người phù hợp với con không? Dạ cũng phải. Mình hát bài nào đó tặng cho bạn gái đi. Giờ con nhớ khúc nào con hát khúc đó. Đúng rồi, nhớ khúc nào con hát khúc đó. Con hát cháu lên 3 lên 4 cũng được. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình để vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. À, nhà gái suy nghĩ cho nó kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là bấm vào cái nút đó. Dạ. Bấm vào nút đó, bấm cái nút để xin phép người lớn cho mình hẹn hò với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó đẹp lắm á. Xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau, con hứa cái gì đó. Xin phép bác cho con được hẹn hò với em. Nếu mà được cưới em và làm vợ thì con sẽ một lòng một dạ với em, chăm sóc em đến suốt đời. Cũng vui đó, nhưng mà hy vọng lời nói của cháu là bằng tấm lòng, bằng sự thật nha, để chở che cho con gái của bác. Nói chuyện với bác vài câu đi. Dạ con chào bác. Con thì con có ít nói, con không biết nói gì hết. Thì con cũng hứa với bác là mai mốt con nếu mà có về làm dâu cho bác á thì con sẽ hiếu thuận, đối xử tốt với chị em trong nhà. Có gì bằng cả. À, bây giờ hai đứa ôm nhau một cái coi. Ôm chặt nhau bây giờ đó. Đó, đứng yên nguyên chụp cho mình. Trời ơi nó đẹp. Bây giờ thì chương trình sẽ có những phần quà dành